nha Quỳnh. Có lẽ cha ta đã phù hộ cho ta, cho nên để cho ta gặp lại Trương công tử ở nơi này. Khi nào Trương công tử quay lại rước ta, Quỳnh hãy theo ta về giải quan cho mình nha. Nếu Trương công tử có thể vạch tội và tìm ra thủ phạm đã giết chết cha của cô, thì tội danh của ta ắt sẽ được bãi bỏ. Ta còn có việc hệ trọng hơn phải làm, ta không thể theo cô quay về được. Việc quan trọng của Quỳnh có phải là thực hiện tâm nguyện gì đó không? Đó là gì? Quỳnh có thể cho ta biết được không? Có phải vì nó mà làm cho Quỳnh suốt ngày đăm chiêu bất cần như vậy? Cô không cần phải quan tâm. Ta chỉ mong sao Trương công tử thu xếp được chuyện này, sớm đưa được kẻ thù ác ra công đường, để minh oan tội danh cho ta, để lấy lại tài sản và những gì thuộc về cô cho cô. Những gì thuộc về ta ư? Quỳnh không biết đâu. Trước kia ta cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn trên ngồi trước, có kẻ hầu người hạ. Nhưng trải qua những ngày tháng bôn ba lận đận, ta mới nhận biết được rằng mình chẳng có gì hết. Nhan sắc, tiền tài, vinh hoa phú quý, tất cả chỉ là hư danh. Ngay cả một người thân mà ta cũng chẳng có. Thiệt sự là lúc Quỳnh xuất hiện, ta như kẻ chết đuối vớ được cọc. Nếu không có Quỳnh che chở bấy lâu nay, chắc bây giờ ta đang ở trong đề lao chờ ngày xử tử, hay đã bị hùm beo ăn thịt trong rừng rồi. Ta thực sự cảm ơn Quỳnh nhiều lắm. Chẳng phải cô đã từng nói, nếu như không có ta thì cuộc đời cô sẽ không xảy ra biến cố tàn khốc như thế này. Cái đó thì cái đó cũng có. Nhưng mà Quỳnh đã cứu mạng ta mấy lần, Quỳnh đâu phải chỉ mang điều xấu đến cho ta đâu. Chẳng qua là ta thấy chuyện bất bình nên ta ra tay. Với ai cũng vậy, chứ không phải riêng về cô đâu. Nhưng mà ta vẫn cảm nhận được cái tình mà Quỳnh dành cho ta. Nếu không thì sao Quỳnh lại chịu khó và kiên nhẫn với ta như vậy chứ? Quỳnh đã từng bỏ đi, nhưng rồi cuối cùng Quỳnh cũng quay lại cứu ta mà. Thưa tiểu thư, tôi đã nói rồi, chuyện này chỉ là tôi tiện tay mà thôi. Cũng như là chuyện cô mơ, khi thấy con gái nhà làm bị ức hiếp thì ta không thể làm ngơ được. Nhất là đối với bọn cường hào ác bá thì ta càng không thể bỏ qua. Ta nhất định phải trừng trị bọn nó cho biết tay. Vậy còn những ngày qua khi sống gần bên nhau, Quỳnh quan tâm ta, chăm sóc cho ta, chẳng lẽ cũng là tiện tay sao? Ta không tin đâu. Chắc chắn là Quỳnh có gì đó với ta, có đúng không? Thưa tiểu thư, nếu ta có làm gì khiến cho cô ngộ nhận, ta thành thật xin lỗi. Nhưng nam nhi đại trượng phu như ta chỉ lo nghĩ tới chuyện đại sự, còn chuyện trai gái tầm thường ta không nghĩ tới. Mong tiểu thư hiểu cho ta. Vậy ra những gì trải qua giữa chúng ta chỉ là tầm thường sao? Quỳnh cố tình đánh trống lạng đúng không? Mong tiểu thư thứ lỗi, ta là người trực tính, nghĩ sao thì nói vậy. Mong cô đừng tự làm khó mình nữa. Quỳnh...